Hương Giang lên tiếng khi bị đăng ảnh khác xa nhan sắc lung linh trên sân khấu. Hương Giang liên tục xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc thời gian gần đây. Gần đây, Hương Giang đã có chuyến lưu diễn tại nước ngoài sau khoảng thời gian tập trung cho các công việc riêng cũng như ra mắt MV âm nhạc. Được biết, trong thời gian này, Hương Giang có lịch biểu diễn kín mít tại các sân khấu nước ngoài. Có lẽ lần này, nữ ca sĩ sẽ tập trung toàn bộ tâm sức để hoàn thành những đêm diễn phục vụ kiều bào tại nhiều thành phố. Mới đây, Hương Giang tiếp tục cập nhật những hình ảnh trong show diễn mới nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Có thể thấy dù phải liên tục di chuyển, nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được thần thái và năng lượng khi đứng trên sân khấu. Thế nhưng một khán giả đã để lại dưới bài đăng của Hương Giang khoảnh khắc dìm hàng nữ ca sĩ. Hình ảnh tóc tai rối bời, nhảy múa quên hình tượng hoàn toàn khác xa sự lung linh trên sân khấu. Ngay lập tức, Hương Giang cũng đã lên tiếng phản hồi bình luận này, quá ác với chị rồi. Hóa ra đây là người quen và bức ảnh dìm hàng, Hương Giang cũng là một trò trêu đùa nữ ca sĩ vì biểu diễn quá sung đến mức không màn hình tượng. Trước đó, Hương Giang đã cập nhật tình hình sức khỏe của mình và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Cụ thể, Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh trong hậu trường đêm diễn kèm chia sẻ, trước giờ diễn 2 tiếng tắt giọng không nói được lo lắng khôn nguôi. Xin tổ xong là đúng trước giờ lên diễn lại ngon lành, ốm phát nhìn người biết ngay. Khán giả Washington DC hôm nay tuyệt vời, 3.000 khán giả duyệt ấm cổ họng em hôm nay. Được biết trong những ngày chạy show tại nước ngoài, nữ ca sĩ đã liên tục gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng để hoàn thành các đêm diễn của mình theo lịch trình trước đó.